Thì tạo spina là gì? Còn em nhớ tạo spina là gì? Thì khoảng cách đây khoảng 35 tỷ năm trước công nguyên, thì nó có một loại sinh vật nó gọi là đơn bào, có nhân sơ và nó tác động nó chỉ từ cái kín và sống ở cái vùng của biển sâu 620 mét nước. Và người ta phát hiện ra cái thế nào nó không chết, nó chỉ có quá trình thay đổi biến đổi khí hậu rất nhiều, nó tồn tại. Và sau người ta nghiên cứu khoảng hơn 100 năm thì người ta nghiên cứu là cái sản phẩm không chết. Tại sao lại gọi là spina? Bởi vì nó là một sinh vật đơn bào có nhân, còn em chỉ hiểu nó như vậy thôi. Và nó sống chịu được tiêu cực tím, và nó sống ở môi trường pH từ 8 đến 11 kể cả đến 12, và nó sống ở dưới biển sâu 600 mét thì người ta gọi là spina oceanic water. Ở trong ngoài cái tảo thì người ta thấy bên Nhật họ có bán cái là oceanic water spina, tức là tảo dưới biển sâu, còn tảo của chúng ta là tảo mặt trời, tức là thường thường cho nên có cái hãng tảo mặt trời ở California, nhưng thực ra người ta trồng, người ta có thể mua tảo ở bên CSC bán, là người ta cũng làm cái tảo mặt trời. Thì bản thân tảo trời có nghĩa là khả năng quang hợp, để nó tạo ra cái dược tố quang hợp này, nó những chất gì, thì đó là cái việc mà là một sinh vật đơn bào có nhân. Thì nguồn gốc nó đâu? Tức là trước kia khi tiến sĩ Kleinman là cái người mà trưởng khoa hóa về phân tích của tập đoàn Total, khi năm 1962 và công tác tại cái vùng một trạm của châu Phi nó khoảng 6.000 dân, thì bà mới tìm thấy là tất cả người dân rất nghèo và không có thức ăn, không có thịt cá, nhưng mà cứ thấy người ta chạy ra ngoài biển nước sụt xuống, người ta bớt những cái chất xanh xanh lên, người ta đào một cái máy khác, người ta đổ những cái lý mục, giống như chúng ta kéo vó ở ngoài quê, cái vó mình ném cái thính, mình kéo con tôm lên đấy, thì là cái kéo vó người ta làm cái mục, thì bắt đầu người ta được cái chất này, người ta làm để làm bánh, người ta sống như vậy. Và sau vài nghiên cứu sau từ năm 62 đến năm 74 thì số lần đi vào bệnh viện thì chiếm khoảng 2%, và người ta không tới bệnh viện nhưng người ta khỏe. Và những người này sang Kenya sống thì họ chính là người mà tạo ra cái người mà chạy dài lên từ bột kia của nước hồ trạc của châu Phi và vùng Kenya. Họ rất là nghèo khan, thì họ sống bằng những vi sinh vật này, và tất cả họ ăn thường là ngày 3 bữa của sinh vật này. Thì lúc đó người ta bắt đầu để nghiên cứu, thì cuối cùng họ phát hiện ra đó là tảo spina, và là một loại tảo xanh, tảo đột xanh. Nhưng mà chữ spi tiếng Anh là spi là xoắn, spi là xoắn, cái vậy là cái tảo nó xoắn lại, thì tiến sĩ Kleinman gọi nó là tảo spina. Thì nó là một động vật đơn bào có nhân, và nó chịu được tiêu cực tím, nó sống được cái pH rất cao. Còn em biết không vậy? Động vật đơn bào nó chưa thành cái gì cả. Động vật đơn bào con em hiểu đơn bào thì nó gồm các sợi đơn bào ghép với nhau. Vậy spina sau khi người ta thấy là những người người ta sinh hoạt người ta dùng được, thì spina nó dùng được, nó có chứa những cái chất quan trọng như là các cái chất liên quan đến là beta carotene, phycosylin, prophyllin và những cái vitamin thiết yếu nhóm B và cả nhóm A, kể cả acid folic, rồi magie, kẽm, rồi một số cái chất rất là quan trọng. Thì đối với việc dùng tảo, và đặc biệt khi người ta kiểm nghiệm với vùng những người ở hồ trạc châu Phi, người ta dùng thì người ta thấy người rất khỏe, và sau đó người ta nghiên cứu là người ta phải phân tích. Qua cái phân tích thì các cái tổ chức y tế người ta nói như nào về spina như nào. Thì đầu tiên là tổ chức y tế thế giới người ta công nhận spina là một trong những cái mà thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất của loài người trong thế kỷ 21. Đó là cái chứng nhận. Cái thứ hai là hội nghị quốc tế protein, thì khi mà tiến sĩ Kleinman bình luận như vậy và người ta giải trình chứng án của họ và người ta được công nhận là một trong những sản phẩm về protein mà có tính tiền cao nhất và sản phẩm thay thế để chống cái quá trình lúc đó người ta nghiên cứu về an ninh lương thực rất là nhiều và bắt đầu có thay thế lương thực, người ta không sợ là yếu tố lương thực nữa. Thì cái hội nghị protein và thành tựu spina năm 1974 thì tổ chức lâm lâm thế giới là FAO đã công bố spina là thực phẩm tốt nhất cho con người đến ngày nay. Tức là trong 7 cái thực phẩm người Trung Quốc đặt nhất, ví dụ đông trùng hạ thảo, rồi ăn ngưu hoài, các thứ gì, tất cả mọi thứ, thì đến giờ phút này thực phẩm thiên nhiên duy nhất chưa có sản phẩm nào thay thế spina. Các bạn ở đây có đã tìm thấy một sản phẩm nào thay thế spina mà họ có 4 nhóm chất tự nhiên 100% là đạm kiềm và lượng protein nó cao. Ví dụ protein của cái này nó là 85% trong thịt chó và 28% và thịt bò. Đây chút xíu anh sẽ đưa ra các bạn nó so sánh cái lượng protein của này nó cao gấp khoảng 4 lần thịt bò, khoảng gấp 3 lần thịt chó, và đối với thịt gà, trứng và tất cả mọi khác đều cao hơn từ 3 lần trở lên. Còn riêng về đối với gan heo về vitamin 12 cũng cao gấp 2 lần. Thì đây là một trong những cái việc mà cái quy trình sản xuất spina. Thì cái chứng nhận FDA Mỹ cũng công nhận là cái thực phẩm an toàn, bổ sung an toàn nhất. Và đến thời lúc này thì nước Mỹ là người sử dụng khắp nhất. Sau đó là đến nước Nhật và đến Mexico, và người bán vào nhất chính là Mỹ. Và hiện nay toàn bộ cái khu vực ở Hawaii chủ yếu là chế biến thủy sản và nhiều, nhưng nơi mà sản xuất tảo tốt nhất và nuôi trồng tốt nhất lại là thành phố Nhật Bản, kể cả từ Kobe cho đến Okinawa cho đến Tokyo. Đây là cái khu nuôi trồng tảo của công ty CC.
Thì cái khu nuôi trồng này tại sao nó nuôi trồng gần biển? Tại vì nó có khoáng biển gần nhà máy khoáng Bình Thuận. Thì khi cái khu nuôi trồng này là khi chúng ta nuôi ống nghiệm và chúng ta thả ra, và trong này lúc đó cái màu xanh cái đặc thổ chúng ta bớt lên và chúng ta sinh hóa bằng cách là chúng ta quay ly tâm và chúng ta chất lọc cái phần này. Thì khi có điều kiện anh sẽ gửi cái phim cho bọn em coi để tạo. Thì cái lúc khi làm 74 và sau nghiên cứu Tokyo thì lợi ích của Smia mang lại cái gì? Là cung cấp cái dưỡng chất thiết yếu. Tại hiện nay duy nhất các loại thực phẩm kể cả lúa gạo hay tất cả loại thực không có loại là cung cấp dưỡng thiết yếu bằng tạo Smia này. Bởi vì nó cung cấp đầy đủ các dưỡng chất là chất chống oxy hóa rồi các chất mà vitamin rồi khoáng chất rồi các acid amin các amino acid hoặc là chất các vi lượng nó rất là đầy đủ không có một cơ thể nào không một cái loại thực phẩm nào có thể cung cấp cùng lúc cái loại như vậy. Thì đến Spina bây giờ vẫn đứng đầu, thì người ta tính đến tháng sáu 2015 rồi tổng kết thì vẫn chưa có thực phẩm nào vượt qua có cùng lúc như vậy. Và người ta nghiên cứu đông trùng hạ thảo kết hợp với lại nghiên chi kết hợp lại thêm một số dưỡng chất khác thì người ta vẫn tập và vẫn không giống Spina, bởi vì Spina vẫn có đầy đủ tất cả những nhóm khác còn lại kể cả về nhóm kia. Thì lợi ích của Spina mang lại như thế nào thì anh chỉ muốn bọn em nhớ lại điều rằng và chắc chắn bọn em đã biết rồi, thì anh cung cấp thêm những cái dưỡng chất quan trọng nhất của Spina trong nhóm dưỡng chất. Thì Spina là một sản phẩm 100% là kiềm. Ví dụ vitamin A thì nó tương đương với khoảng 20 ml sữa, tức là cứ 6 gram tạo mà bọn em đang sử dụng mà đang chào cho các bạn, các đây khách hàng của chúng ta, thì cứ 6 gram này nó tương đương với 20 cái chai sữa đang đóng ở thị trường. Cứ 6 gram một này và nó tương đương với lại khoảng 20 quả trứng. Mà ở trong cái này nó tương đương với khoảng 16 con cá trẻ hoặc là 22 cái con tôm. Và các cái hàm lượng từ vitamin B12, B6 rồi đến B3 rồi đến các cái magie, các cái chất này ở kia thì các cái chất vi lượng đây mà họ so sánh như này rất là cao. Tất nhiên so sánh này không phải là đúng, chính xác tuyệt đối. Nhưng nó tương đương với hàm lượng sử dụng 6 gram này, nó tương đương một ngày mà sử dụng này. Vậy thì hỏi các bạn một ngày chúng ta có sử dụng ăn được tất cả những này không? Không thể ăn được. Nhưng chúng ta thì 6 gram này không. Nhưng có thì chúng ta sử dụng 8 gram này chúng ta sẽ tin đói. Lý do tại sao chúng ta đói? Bởi vì chúng ta đủ chất nhưng chúng ta vẫn đói là do cái bao tử chúng ta bị dẫn. Và cái cơ chế bao dẫn nó làm cho người ta đói. Mà nó bắt đầu đói cái mặt đấy nó sinh ra rất là nhiều. Chính vì lẽ đó cái việc mà tạo đói. Thì vậy lý do tại vì so sánh như này thì cũng, các bạn cũng không nên so sánh người tiêu dùng như này. Nhưng để các bạn biết một điều là cái lợi thế cung cấp các cái vitamin và khoáng chất nó giúp cho cơ thể có thể bổ sung tất cả cái dưỡng chất mà thiếu cho trẻ từ vitamin A, B1, B12, B6 và những cái nguyên tố vi lượng của B3 kể cả canxi thực vật cũng như là các chất sắt cũng như là magie nó hỗ trợ cho quá trình về chống oxy hóa. Nhất là các người làm nhà gia đình nào có người già mà liên quan cái bệnh mà người già hoặc 60-70 tuổi thì gãy xương rất khó lành, thì các bạn dùng tạo một thời gian thì cái việc mà lành xương rất là nhanh cho những bà cụ và ông già thì gãy xương, tức là cái việc mà bổ sung magie và canxi cũng như là một số cái chất chống oxy hóa rất là cao, cho nên giúp cái việc lành xương của những ông già rất là cao. Nhưng người già bị gãy xương hoặc là những người bị trạch khớp thì cũng tạo trong vòng 1-2 tuần thì không cần phải đi bác sĩ, có thể nó đỡ đau rất nhiều.